thuở Phật còn tại thế, có một vị chư thiên đến hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, làm sao để có được vận may? Phật đáp: Phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng. Mùa Vu Lan đến rồi, bạn đã biết cách kết nối với cha mẹ của mình theo lời dạy của Đức Phật chưa? Làm thế nào để biến lời dạy của Đức Phật thành hành động thực tế đối với đấng sinh thành? Hãy cùng tôi khám phá trong video ngày hôm nay. Chào mừng bạn đến với kênh Tiền và Tỉnh Thức. Đây là nơi giúp bạn kết nối sự giàu có bên trong và giàu có bên ngoài thông qua việc chia sẻ những bài học giá trị, giúp bạn sớm đạt được trạng thái sống tỉnh thức trong từng phút giây. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cách đơn giản để thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng đối với cha mẹ theo lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Lời dạy ấy đã nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của tâm hiếu và hạnh hiếu trên bước đường tu tập. Nhưng thực hiện tâm hiếu và hạnh hiếu như thế nào cho đúng chính pháp để cha mẹ và ta đều được lợi lạc, thì ngày hôm nay bạn sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình. Đạo Phật là đạo giải thoát, giác ngộ. Ở phương diện hiếu thảo, đạo Phật còn được gọi là đạo hiếu, và chính Đức Phật là biểu trưng lớn nhất cho tinh thần chí hiếu. Tuy nhiên, cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại hy sinh gần như trọn vẹn cho chúng sinh. Ngài chỉ dành một phần thời gian rất nhỏ cho cha mẹ và những người thân trong gia đình, dòng tộc. Nhưng với sự quan tâm hướng về gia đình, thế tục vô cùng nhỏ nhoi ấy, Đức Phật đã làm được điều kỳ diệu là trợ duyên cho thần tộc tu học giải thoát khỏi khổ đau sinh tử luân hồi. Sau đây là hai câu chuyện cảm động của Đức Phật về cách mà Ngài báo hiếu với thân sinh của mình. Câu chuyện thứ nhất, Đức Phật hoằng hóa chánh pháp giúp người thân thoát khỏi sinh tử luân hồi. Chuyện kể rằng, khi hay tin Thái tử Siddhartha vượt thành xuất gia, cả kinh thành Kapilavastu bấy giờ ai nấy đều bàng hoàng. Nhưng đau khổ nhất là vua cha Suhojana và di mẫu Gotama, công chúa là Yosahara. Không đau khổ sao được khi thái tử là niềm hy vọng của hoàng gia và của quốc dân Kapilavastu. Ngài vượt thành ra đi và không hẹn ngày để về, đã để lại một khoảng trống to lớn cho tất cả mọi người trong vương quốc mà không điều gì có thể bù đắp được. Hẳn nhiên, thái tử Siddhartha biết rõ sự đau buồn và thất vọng của người thân, nhưng vì sự nghiệp giải thoát giác ngộ cho tự thân và nhất là cho hết thảy chúng sinh, nên Ngài quyết chí ra đi tìm đạo. Đến khi Ngài chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác dưới cội Bồ Đề và trở thành Phật, một bậc đạo sư tiếng tăm lừng lẫy, hóa độ các bà la môn, vua chúa và muôn dân quay về chánh đạo. Nhưng lối về của quận Kapilavastu của Phật vẫn còn xa. Trong suốt 45 năm hoằng hóa, hữu duyên mấy lần Thế Tôn trở về Kapilavastu cùng với tăng đoàn, nhưng trọng tâm của những lần trở về cố hương ấy là để hoằng pháp, chứ không phải chỉ đơn giản là thăm viếng thông thường. Trong lần đầu tiên trở về Kapilavastu, ngoài sự thăm viếng những người thân, Đức Phật đã thuyết pháp cho vua cha là Suhadona cùng triều thần hiểu được nền tảng cơ bản của giáo pháp Như Lai và giúp vua cha thể nhập dòng thánh, chứng đắc sơ quả Tu Đà Hoàn. Di mẫu Gotami và công chúa Yosahara cũng đều được ân hưởng giáo pháp giải thoát. Trong lần trở về đầu tiên này, các hoàng thân như Nanda, vương tử Rahula đã phát tâm xuất gia. Khi nghe tin vua cha đã già yếu và bệnh nặng, Thế Tôn cùng với tăng đoàn lại một lần nữa trở về Kapilavastu sau mùa an cư thứ 5 tại Vesali. Bấy giờ vua cha đã 81 tuổi, biết mình sắp thuận thế vô thường,
nên đã sai đại thần Maha, con hoàng thân Bạch Phạn Vương, đi thỉnh Phật về Kapivalatua để vua gặp mặt lần cuối. Trong tình hình khẩn cấp, Thế Tôn đã dùng phương tiện ngồi xe ngựa. Hầu hết các hành trình hoàng hóa của Đức Phật trên khắp xứ Ấn Độ đều đi bộ, cấp tốc trở về Kapivalatua. Trước khi vua băng hà thì đã kịp nghe pháp thoại nhiệm màu về vô thường và vô ngã, chứng đắc thánh quả A-la-hán, giải thoát hoàn toàn sanh tử luân hồi. Sau khi an tán vua cha xong, Đức Phật đã cùng hoàng tộc bàn bạc, nghị sự đưa Maha, con trưởng của hoàng thân Bạch Phạn Vương, lên ngôi kế vị vua. Thời điểm này, Di Mẫu, Gotami và công chúa Sosa cùng 500 thích nữ sau nhiều lần xin xuất gia mà không được Phật chấp nhận, đã tự xuống tóc, đắp y thô, đi bộ theo Phật về Vesali. Sau nhiều thử thách, cuối cùng thì Đức Phật đã chấp thuận, ni đoàn hình thành và luôn sát cánh với chư Tăng để hoàng dương chánh pháp. Trong mùa an cư thứ 7 tại làng Samkasa thuộc thượng lưu sông Ganma, Thế Tôn đã cùng cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho thân mẫu, hoàng hậu Maja. Bấy giờ hoàng hậu Maja đã tái sanh làm vị tiên trên cõi trời Đao Lợi. Thiên nữ Maja cùng với thiên chúng được nghe vi diệu pháp và kinh Địa Tạng từ kim khẩu Thế Tôn mà thành tựu giải thoát. Như vậy, những người trong thân tộc của Đức Phật đều được Ngài giáo hóa tu tập và thành tựu giải thoát. Dù rằng Thế Tôn không chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ cùng người thân quyến như thế thường, nhưng Ngài đã tận tình chăm dưỡng đời sống tinh thần, khiến cho họ thăng hoa tâm linh, chứng đắc thánh quả, giải thoát an vui. Đây mới chính là đỉnh cao của sự hiếu đạo. Chư vị đệ tử xuất gia của Đức Phật nhận 10 phương chúng sinh làm cha mẹ, suốt một đời tận hiến cho chúng sinh, cũng báo hiếu ân đức sinh dưỡng của ông bà cha mẹ của mình theo tinh thần này. Câu chuyện thứ hai, tiền thân Đức Phật còn cắt thịt của mình để nuôi cha mẹ. Trong vô số kiếp về trước, Đức Phật đã vì tất cả chúng sinh mà làm những hạnh khổ khó làm, hiếu dưỡng cho cha mẹ đến nỗi không màng hy sinh thân mạng. Đức Phật báo đáp được ân đức của cha mẹ hiện đời, có thể nói là đã chăm sóc phụng dưỡng được phần đại thể cho cha mẹ, đó là hiếu theo nghĩa rốt ráo. Nhưng nhóm các ngoại đạo phạm trí ở Ấn Độ thời bấy giờ nhìn thấy tôn giả A Nam ôm bát khất thực, bèn sinh lòng đố kỵ. Họ tìm cớ chế giễu tôn giả một cách không kiêng nể: "Kudam, thầy ngươi thật là kẻ tệ ác. Nếu không phải thì tại sao mới hạ sinh ông ấy được 7 ngày thì người mẹ đã chết? Đã vậy, ông ta lại còn tìm cách trốn khỏi hoàng cung, khiến cho vua cha đau khổ đến nỗi mê man ngất xỉu xuống đất, phải lấy nước dội vào mặt đến 7 ngày sau mới có thể tỉnh lại. Kudam, thầy ngươi không màng gì đến thân ân, nhẫn tâm tiến thẳng về phía trước, thật là một kẻ đại bất hiếu." Ngài A Nam nghe vậy, trong lòng cảm thấy buồn khổ, khất thực trở về, Ngài đi đến chỗ Phật, chắp tay bạch Phật rằng: "Kính bạch Thế Tôn, trong Phật Pháp có điều nào nói về công hạnh hiếu dưỡng cha mẹ không?" Đức Thế Tôn đoán được có việc trọng đại xảy ra trong tâm người đệ tử, Ngài vui vẻ mỉm cười, từ giữa trán phóng ra một luồng hào quang ngũ sắc chiếu khắp cả 10 phương thế giới. Các vị Bồ Tát nương theo ánh sáng ấy cùng nhau đi đến núi Kỳ Xà Quật trong thành Vương Xá, cầu thỉnh Đức Thế Tôn rộng nói kinh đại phương tiện Phật báo ân. Đại ý kinh đó như sau: trong vô số kiếp về quá khứ, có một vị vua Bà La bị sàn thần La Hầu giết hại, đồng thời kẻ bạo tàn còn giết luôn 2 người con trai của vua. Đầy người con thứ 3 ra biên thùy, định bụng sẽ bức tử trên đường đi. Vị hoàng tử này vẫn theo vợ và đứa con trai nhỏ Tu Xà Đề, vội vàng tìm cách trốn sang nước láng giềng, nhưng không may bị lạc đường, hết sạch lương thực, không thể đi tiếp. Quan binh truy sát sau lưng, người chồng quyết định giết vợ để hai con lót dạ đi tiếp về phía trước. Thái tử đau xót thỉnh cầu cha đừng giết mẹ và hãy cắt thịt của mình
Cứ thế mỗi ngày cắt một ít, khi gần đến nước láng giềng thì thịt trên thân thái tử cũng đã hết. Thái tử dũng cảm bảo cha hãy moi tìm trong xương của mình, may ra còn chút thịt để đỡ lòng. Khi không còn chút thịt nào trên người, thái tử kiệt sức ngã xuống. Người cha đến được nước láng giềng, quốc vương nghe được câu chuyện về lòng hiếu thảo của thái tử đã vô cùng cảm động, lập tức phái 4 bộ binh phò vua về phục nước. Khi đến chỗ thái tử nằm lại trước kia thì lạ thay, đã thấy thái tử phục hồi lại nguyên hình như trước, lại còn trở nên đoan chính bội phần. Lúc này mọi người mới biết lòng chí hiếu của thái tử đã cảm động đến trời, nên được đế thích ngầm theo bảo hộ. Sau khi lấy lại đất nước, trị tội kẻ nghịch thần, vua liền truyền ngôi lại cho thái tử Tu Xà Đề. Phật bảo A Nam, người cha lúc đó nay là phụ vương Tịnh Phạn, người mẹ là mẫu hậu Ma Gia, còn thái tử Tu Xà Đề nay là ta đây. Ba, cách áp dụng lời Phật dạy vào đời sống ngày nay. Đức Phật đã đưa ra tiêu chuẩn đối với một người con được gọi là hiếu đạo thì phải hội đủ cả hai mặt, sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là lo lắng, chăm nom, phụng dưỡng cha mẹ khỏi mọi điều thiếu thốn về vật chất, luôn tôn trọng, kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi thiện tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh đạo, là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tin sâu nhân quả, thoát ngoài vòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc, giải thoát trong hiện tại và tương lai. Nói cách khác, một đời sống hiền thiện chính là hiếu hạnh, là phát tâm báo ân, còn như làm điều tà ác, không tu dưỡng đạo đức là bất hiếu. Theo quan điểm của Phật giáo, thiện là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lời, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham, không sân, không si, có chánh kiến. Ngược lại là bất thiện, mà tham lam, sân si chính là gốc rễ của bất thiện. Cho nên người tu học Phật pháp phải thấy rõ điều này để biết cách áp dụng lời Phật dạy vào đời sống sinh hoạt của chính mình, để mỗi ngày bớt tham, sân, si, thăng tiến trên đường đạo. Được như vậy mới thật sự là người con hiếu đạo. Khi cha mẹ còn tại thế, chúng ta săn sóc, cung phụng đầy đủ những nhu cầu vật chất trong cuộc sống thường nhật. Bên cạnh việc chăm sóc về tiện nghi vật chất, tình yêu thương, lo lắng xuất phát từ đáy lòng của người con hiếu thảo mới thực sự là ngọn lửa sưởi ấm lòng cha mẹ và làm cho cha mẹ an vui trong những tháng ngày còn lại. Hay như trong kinh A Hàm, Đức Phật chỉ dạy: Này các thầy tỳ kheo, có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cùng phụng đủ mọi thức ăn, đủ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ. Các thầy phải biết, ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành, vì thế mà biết ân đó khó trả. Do vậy, người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng chánh pháp, cần phải thực hành những việc sau đây. Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm tin tưởng Tam Bảo. Nếu cha mẹ san tham, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm bố thí. Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyến khích cha mẹ hướng về đường thiện. Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyến khích cha mẹ trở về với chánh kiến. Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng chánh pháp, khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại mà còn gieo phước lành trong tương lai. Khi cha mẹ mãn phần, chúng ta báo hiếu bằng cách chuẩn bị vấn đề tái sinh.
thân tứ đại không còn, nên chúng ta chỉ quan tâm đến tinh thần, thức uẩn của họ. Chúng ta dẫn dắt thần thức hay ý niệm của cha mẹ hướng về điều thánh thiện. Đó là điều kiện để đưa họ tái sinh vào thế giới an lành. Theo Phật dạy, khi sinh tiền, nếu tạo nhiều ác nghiệp, lúc chết chưa sinh được về thế giới lành, còn hiện hữu ở dạng trung ấm thân. Trong 49 ngày, chúng ta phải dốc lòng chuyên tâm tụng kinh, lễ sám, bố thí, cúng dường, làm các việc phước thiện để cầu nguyện cho hương linh, dùng tâm an tịnh trong pháp và tâm hoan hỷ với việc thiện để nghĩ tưởng đến hương linh, gợi nhắc họ nhớ đến việc thiện mà họ đã làm trong đời, nhớ lại pháp Phật quý báu, cùng cảnh giới an vui giải thoát. Thần thức nghĩ nhớ được như vậy chắc chắn sẽ tái sinh về cõi thiện. Đặc biệt là chúng ta cúng dường các bậc cao tăng, nhờ các ngài chú nguyện để trợ lực, hồi hướng công đức cho trung ấm thân của người quá cố, nương nơi thần lực gia trì xuất phát từ tâm thanh tịnh và đức độ của các ngài, trung ấm thân dễ xả bỏ được nghiệp ác hơn và vãng sanh về thế giới tốt đẹp. Trái lại, không làm điều thiện hồi hướng cho cha mẹ mà lại sát sinh hại vật để cúng tế, chẳng lợi ích gì vì tốn kém, nhưng cha mẹ không hưởng được, còn phải gánh thêm ác nghiệp. Ngoài ra, Đức Phật còn dạy, đối với cha mẹ quá vãng bảy đời, bị đọa vào ba đường ác, hay đã sinh lại chốn nhân thiên, việc làm lành, làm phước của chúng ta, hồi hướng cho họ vẫn tạo kết quả lợi lạc. Vì trong vô hình, sự liên hệ về tình cảm sâu đậm của ta dồn vào việc thiện để cầu nguyện cho người thân, chẳng khác gì hệ nối mạng sẽ tác động đến tâm người thân đã tái sinh, khiến họ cũng hướng về thế giới thiện, thoát khỏi kiếp lầm than. Chúng ta vừa cùng nhau theo dõi tấm gương hiếu thuận của Đức Phật. Dù ở kiếp này hay kiếp trước, sự hiếu thuận của Ngài được cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới chứng giám. Ngài cũng đã để lại không ít những bài pháp thoại về công ơn cha mẹ và cách thức đáp đền của con cái đối với cha mẹ. Thông qua những bài giảng của Ngài, Tiền và Tỉnh Thức muốn gửi đến bạn một bài thơ để nhắc nhở chúng ta về công ơn to lớn của cha mẹ. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ơn cha lành như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ hiền sâu hơn biển cả. Nếu ta ở trong đời một kiếp, nói công ơn cha mẹ không thể hết. Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế, gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ, tức là thờ Phật dạy. Trích Kinh Tâm Địa Quán. Mùa Vu Lan báo hiếu đã đến, hình ảnh thân thương của cha mẹ, ông bà ngày nào như đang sống dậy mãnh liệt trong tâm trí những người con hiếu thảo. Người có phước duyên còn được cha mẹ bên cạnh, hãy giữ gìn, chăm sóc tâm hiếu, hạnh hiếu, cho đúng lời Phật dạy, để tạo dựng một gia đình phước lạc, đầm ấm. Những người không còn được chở che trong tình thương vô giá của cha mẹ, hãy nỗ lực tu hành, tạo thật nhiều công đức, phước thiện để hồi hướng đến cha mẹ, hoặc gieo trồng thêm căn lành, phước thiện cho họ ở chốn nhân thiên. Chúng ta đã thấy Đức Phật nói thật cụ thể, rõ ràng về ơn cha nghĩa mẹ và những phương pháp báo hiếu thông thường mà ai cũng có thể làm được. Rất mong rằng tất cả chúng ta đều ghi lòng tạc dạ, luôn nhớ, nghĩ đến ân nghĩa sinh thành sâu dày thâm trọng của cha mẹ, để tìm cách đáp đền cho phải đạo. Cuối cùng, Tiền và Tỉnh Thức cảm ơn bạn đã lắng nghe và ủng hộ chúng tôi thông qua việc chia sẻ những bài học giá trị
với một mong muốn duy nhất là giúp bạn sớm đạt được trạng thái sống tỉnh thức trong từng phút giây. Nếu bạn thấy video ngày hôm nay hữu ích, hãy chia sẻ nó cho những người nào cần và nhớ ủng hộ kênh bằng một nút like, nhấn theo dõi và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất hàng tuần từ chúng tôi. Và nếu bạn có bất cứ một cảm xúc hay suy nghĩ nào, hãy chia sẻ ngay ở phần comment bên dưới nhé. Chúc bạn luôn an lành và hạnh phúc. Cảm ơn bạn và hẹn gặp bạn trong những video tiếp theo.